Đã mấy chục năm nay, sáng nào cũng vậy, tranh thủ lúc con gái còn chưa tỉnh giấc, bà Tần Mẩy Sảnh đã phải dậy để chuẩn bị bữa cơm sáng cho hai mẹ con. Ở cái tuổi 91, đáng nhẽ bà phải được nghỉ ngơi. Nhưng số phận nghiệt ngã lại bắt bà phải lần từng bước để lo cho đứa con tâm thần. Hôm nay nhà hết gạo, bữa sáng của hai mẹ con chỉ có rau bí và chút mèn mén còn lại từ tối hôm trước. Vất vả mãi mới nhóm được cái bếp. Bà đưa bàn tay nhăn nheo, quệt nước mắt rồi nhìn về đứa con đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp ở góc nhà. Nó là con Viện, năm nay đã hơn 60 tuổi rồi. Suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ rồi nói làm nhảm mà chẳng biết làm gì cả. Nhớ về cuộc đời cơ cực của mình, bà cho biết mình lấy chồng từ năm 20 tuổi, nhưng mãi đến năm 30 tuổi bà mới sinh được đứa con. Tưởng đâu cuộc sống sẽ được an nhàn khi đứa con lớn lên. Nhưng chớ trêu thay, đứa con sau nhiều lần đau ốm rồi trở nên không minh mẫn, suốt ngày ngẩn ngơ, cười nói một mình. Chẳng bao lâu sau, người chồng của bà cũng qua đời, để lại bà bơ vơ với đứa con thơ dại. Một mình nuôi con, bà phải vất vả kiếm từng miếng cơm manh áo. Tôi khổ lắm, nhà thì nghèo, tôi ngày càng già yếu, nhưng không biết làm thế nào được. Giờ tôi còn sống, còn cố gắng chăm cho nó được. Trước khi tôi chết rồi, nó biết sống với ai? Đã hơn 40 năm nay, một mình bà loay hoay với đứa con bệnh tật. Mọi việc ruộng vườn, nhà cửa đều do một tay bà chăm lo. Nhiều hôm đang làm vườn, bà phải bỏ về vì con gái hoảng loạn do không thấy mẹ ở cùng. Rồi công việc vệ sinh cá nhân của chị cũng do bà làm. Hôm nay chị Viện còn để cho bà rửa mặt cho, chứ nhiều hôm tâm lý không ổn định, chị không cho ai động vào mình. Căn nhà tình toàng, siêu vẹo, nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà hàng xóm, tưởng như gió thổi thôi cũng đủ khiến nó đổ sập bất cứ lúc nào. Gia cảnh khó khăn, hai mẹ con dựa vào nhau để sống với số tiền trợ cấp ít ỏi, mỗi tháng được nhà nước hỗ trợ để dành mua muối, mua gạo sống qua ngày. Cũng may bà con hàng xóm cũng tốt với bà, thi thoảng họ lại mang sang cho bó củi, bát mèn mén, lúc thì bó rau. Hoàn cảnh của cụ Sảnh rất đáng thương. Giờ tuổi đã cao nhưng vẫn phải nuôi đứa con bị bệnh. Chúng tôi chỉ giúp được bó củi, bát mèn mén, chứ cũng chẳng giúp được gì nhiều. Thì thôn cắt cử một đồng chí ra xã nhận chế độ và giúp bà mua thực phẩm máng muối mì chín. Đến mùa trồng ngô hoặc là mùa vun ngô thì đến giúp bà làm. Giờ mắt đã mờ, lưng còng dạp, chân đau mỏi, khả năng tự chăm sóc bản thân đã khó, vậy mà bà chẳng thể nghỉ ngơi. Hàng ngày vẫn phải chăm sóc thêm đứa con gái mắc bệnh. Gia cảnh càng thêm cơ cực. Chứng kiến cảnh sống của hai con người già yếu bệnh tật như thế này, mới thấy được nỗi vất vả của bà như thế nào. Không được may mắn như bao người khác, bà vẫn tần tảo chăm lo cho chị Viện từng bữa ăn giấc ngủ. Bởi bà nghỉ thì ai chăm sóc đứa con khờ dại?